Có một cặp vợ chồng sống với nhau có vẻ rất hạnh phúc. Anh chồng làm nhà báo, dĩ nhiên là làm cho báo nhà nước. Thời kỳ chưa mở cửa dân nhà báo nghèo, sống lay lắt nên mới có câu thơ, nhà văn, nhà báo, nhà đài nhà nào cũng có, nhà ở thì không. Cô vợ thấy thế ca cẩm. Biết thế này tôi chẳng lấy nhà báo cách mạng. Báo gì mà viết khô khan, làm giấy vệ sinh không đáng, ai nó đọc, làm gì mà không nghèo. Anh chồng nghe thấy tức lắm, tím hết cả mặt. Cái dân có tí chữ trong đầu nó chịu nhục tốt, và lại con vợ nó nói có phần đúng nên ngậm tâm không phản ứng lại. Rồi thời mở cửa đến, gọi là mở cửa cho sang, thực chất tự mình chói mình, tự giam hãm mình vì hai chữ cách mạng, nay phá cũi sổ lồng thoát ra cũng là một cuộc cách mạng. Nên hiểu báo chí cách mạng như thế sẽ không còn nghèo đói nữa, anh chồng nghĩ như thế. Con vợ mình nó bảo, báo viết khô, không đáng làm giấy chùi đít thì cách nào làm cho nó ướt báo chí phải gắn với hiện thực hiện thực là mảnh đất màu mỡ phí nhiêu khai thác nó lấy tâm lý người đọc ra mà viết thì chẳng mấy chốc mà giàu anh chồng đem ý nghĩ này nói với tổng biên tập ông tổng biên tập nghe xong tâm đắc khen đấy mới là cách mạng và giao cho anh ta tiến hành cuộc cách mạng trong tòa báo nhận nhiệm vụ mới anh chồng phấn khởi lắm về khoe với vợ rồi hỏi làm thế nào cho hết khô khan cô vợ cười ngặt nghẽo nói làm cho sướng thì có mà ướt hết cả đũng quần có thế mà cũng hỏi độc giả người ta thích các chuyện giật gân chuyện thâm cung bí sử chuyện đời tư của giới văn nghệ của quan chức chuyện ân oán giang hồ chuyện trai trên gái dưới cứ đẻ ra mấy cái chuyên mục mấy cái phụ trương đại loại như thế là ướt hết báo có người đọc sẽ có doanh nghiệp kinh doanh quảng cáo thế là có tiền cách mạng gì thì cũng phải nuôi được cái mồm theo cách mạng mà đói nghèo chỉ có thằng dở hơi anh chồng nghe xong choáng đúng là cách mạng là sự nghiệp trong quần chúng đến cái con quạ nhà mình cũng trở thành nhà cách mạng có gì cao sang mà độc quyền hạ các bố và một cuộc cách mạng thực sự đã diễn ra trong tòa báo chuyện trên trời dưới đất buôn gian bán lậu cướp hiếp giết đời tư của đủ hạng người nhất là giới showbiz được đăng tải số lượng người xem và truy cập từ vài nghìn nay đến hàng chục triệu các doanh nghiệp vì thế đua nhau chạy đến ký hợp đồng quảng cáo thượng vàng hạ cám cái gì cũng quảng cáo cho đăng hết miễn có tiền cuộc sống của vợ chồng nhà báo trở nên khá giả cô vợ có tí quần áo son phấn, ngày càng nõn nà, đêm đến nó thủ thỉ. Bây giờ đã hết khô chưa? Thế rồi không biết nó học ở đâu, hay thiên bẩm của một nhà cách mạng. Nó nghiêm mặt. Làm cách mạng với nhà cách mạng là hai cái khác nhau. Muốn làm cách mạng, ta phải là nhà cách mạng. Mấy cái trò đánh vào thị hiếu tầm thường là cuộc cách mạng cơm áo, gạo tiền, nhưng muốn bền vững vẫn phải định hướng quần chúng. Mấy thứ quang vinh, vĩ đại, vì dân, vì nước tấm gương này nọ vẫn phải quán triệt đấy. Anh chồng đến đây động vào chỗ ngứa, tự ái nói. Làm cách mạng thì tôi kém, nhưng tư chất của tôi là nhà cách mạng, cô không phải dạy đĩ vén váy. Vừa rồi chuyến bay giải cứu có bài, bay vào tâm dịch đưa kiều bào về nước, vụ test kit đều có bài đang nói về sự quan tâm của đảng, nhà nước, nêu gương những cán bộ đảng viên hết lòng vì nhân dân. Ngoài ra, những lời vàng ý ngọc chỉ đạo của lãnh đạo đều được đăng trên trang nhất. Rồi có cả một chuyên mục, phản bác quan điểm sai trái của thế lực thù địch. Như thế đã là báo chí cách mạng chưa? Mấy năm sau, vụ chuyến bay giải cứu, vụ test kit bung bét, một loạt lãnh đạo từ chủ tịch nước, chủ tịch quốc hội. Bộ trưởng này, ủy viên bộ chính trị kia, tha hóa biến chất, cô vợ nhà báo nói với anh chồng. Anh đã thấy chưa? Làm cách mạng thì dễ, làm người cách mạng không dễ đâu, tìm nhà cách mạng bây giờ khó hơn tìm kim đáy biển. Các anh nói báo chí cách mạng nhưng chẳng hiểu gì về cách mạng nhà cách mạng nhà cách mạng mà không đem đến cơm áo gạo tiền sung sướng thì làm cách mạng làm cái đích gì